Xin chào các bạn Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách xóa tin nhắn Messenger trên máy tính Để xóa tin nhắn Messenger trên máy tính đó Thì chúng ta sẽ làm theo các bước sau đây Bây giờ tôi sẽ bật Facebook của tôi lên Để tôi hướng dẫn cho bạn cách xóa tin nhắn trong Messenger Rồi tiếp theo ở đây Tôi sẽ vào Messenger này Đầu tiên đó, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách xóa một tin nhắn trước Sau đó tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách xóa toàn bộ tin nhắn sau Rồi giả sử như ở đây này Tôi chỉ muốn là xóa một tin nhắn này mà thôi tôi không muốn là gửi tới bạn này nữa thì ở đây này tôi sẽ xóa tin nhắn bằng cách là tôi sẽ ra chuột vào tin nhắn mà tôi đã gửi này đó ra chuột vào thì ở đây này các bạn thấy nó sẽ có ba dấu chấm bây giờ các bạn chúng ta sẽ chọn vào ba dấu chấm này tiếp theo ở đây nó xuất hiện hai thì chọn thì chọn đầu tiên là xóa gỡ bỏ và thì chọn thứ hai là chuyển tiếp rồi ở đây á tôi muốn là xóa tin nhắn nên tôi sẽ chọn vào xóa gỡ bỏ thì lúc này á nó sẽ xuất hiện một thông báo là bạn muốn gửi tin nhắn này đối với ai đó nếu mà tất cả mọi người tức là vừa gỡ ở phía tôi và vừa gỡ ở phía bạn của tôi thì tôi sẽ chọn vào tùy chọn đầu tiên tức là thu hồi với mọi người còn tôi chỉ muốn là gỡ tin nhắn ở phía tôi mà thôi thì tôi sẽ chọn vào tùy chọn thứ hai là gỡ ở phía bạn ở đây á tôi muốn là gỡ tin nhắn ở tất cả mọi người nên tôi sẽ chọn là thu hồi với mọi người này sau đó tôi bấm vào xóa gỡ bỏ Thì lúc này các bạn thấy này Tin nhắn của tôi nó đã được thu hồi lại Rồi tương tự đối với tin nhắn của người khác cũng làm như vậy nha Các bạn chúng ta sẽ rê chuột vào tin nhắn mà các bạn chúng ta muốn gỡ này Sau đó ở đây chọn vào 3 dấu chấm Nó tương ứng với tin nhắn mà họ đã gửi Các bạn bấm vào Chọn vào xóa gỡ bỏ Rồi ở đây này Nó xuất hiện là gỡ phi bạn đó, tin nhắn của họ thì mình chỉ có gỡ ở phía mình mà thôi. Tôi sẽ bấm vào xóa gỡ bỏ này. Thì lập tức đó, tin nhắn sẽ bị xóa đi. Đó là cách xóa từng tin nhắn. Còn nếu mà các bạn chúng ta muốn là xóa toàn bộ cuộc hội thoại luôn, tức là bạn đã chat với người nào đó, bây giờ các bạn chúng ta muốn là xóa toàn bộ tin nhắn luôn, thì chúng ta sẽ làm như sau này vào messenger này. Rồi giả sử như ở đây này, tôi muốn là xóa toàn bộ tin nhắn đối với bạn Trâm Nguyễn luôn thì đây này tôi lên chụp với bạn trong nguyễn sau đó ở đây nó xuất hiện ba dấu chấm nằm theo phương ngang này, này tôi sẽ chọn vào sau đó ở đây tôi sẽ chọn vào dòng là xóa đạn chat thì ở đây á nó sẽ xuất hiện một thông báo là xóa đạn chat bạn không thể hoàn tác sau khi xóa bảng sao của cuộc tranh chuyện này vì ở đây tôi vẫn muốn xóa nên tôi sẽ chọn là xóa đạn chat thì lúc này á toàn bộ cuộc hội thoại của tôi với bạn Trần Nguyễn á sẽ bị xóa đi. Đó các bạn cũng có thể làm tương tự đối với những bạn khác. Rồi giờ sử như ở đây, tôi muốn là xóa tin nhắn đối với bạn Đậu Văn Thành, tôi muốn xóa toàn bộ luôn. Thì ở đây này, tôi chọn vào ba dấu chấm này. Sau đó chọn là xóa đoạn chat. Bấm vào xóa đoạn chat một lần nữa thì lúc này á toàn bộ tin nhắn trước giờ tôi với bạn Thành nhắn với nhau á nó sẽ xóa toàn bộ luôn. Đó như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách xóa tin nhắn Messenger trên máy tính. Nếu thấy video hay hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn bạn đã theo dõi.